Hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chớp mắt. Người nào chớp mắt sẽ bị phạt của người còn lại. Rồi, hiểu không? Hiểu không? Hai bạn nhìn mắt nhau, tôi đếm 1, 2, 3 nhìn thẳng. Ai chớp mắt trước thì người kia sẽ la lên rồi phạt người đó cái gì, muốn phạt gì phạt. 1, 2, 3. Em sợ hết thời gian chương trình chưa? Ghê gì? Bạn trai ơi, mình cũng có thể mở mặt nạ ra rồi đó. Đẹp trai luôn rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trước tiên đó là phần giới thiệu về bản thân. Mời em trai giới thiệu trước. Tên là Phạm Văn Tân. Phạm Văn Tân. Em sinh năm 1988. Sinh ra ở Bình Dương. Quê gốc ba mẹ em ở Hải Dương. Làm nghề tóc. Làm nghề tóc? Dạ. Ồ, làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Em làm cũng tầm 75. Em đang làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương? Dạ, Bình Dương. Em ở Bình Dương luôn. Ở Tân Bình Dương luôn. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Thủy Tiên. Năm nay em 30 tuổi. Công việc của em là trang điểm với làm tóc. Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại quận 2 luôn chị. Quận 2. Dạ. Quê mình ở đâu cô Tiên? Quê em thì ở ngoài Huế. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tân? Điểm mạnh em là em không hút thuốc, nhậu thì ít, ít đi chơi. Chung là thích ví dụ có bạn gái thì đi hẹn hò bạn gái, còn không đi lung tung. Không là cả. Dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hay thức khuya, ít dọn dẹp. Đi chơi thức khuya làm gì? Hay coi lên YouTube coi. Chứ em hay coi bạn muốn hẹn hò. À, vậy ha. Hãy nói thức khuya với là biến dọn dẹp. À, thì nhà em ở ai dọn? Nhà ở chung với ba mẹ. Mẹ thì giờ là có mẹ dọn đúng không? Đã. Tại vì chưa có ở một mình. Ở một mình thì nó dơ quá, như cái chuồng heo bắt buộc phải tự dọn thôi. Thì cũng dọn, nhưng mà tức là ý nói là cái ví dụ như là bình thường phụ nữ thì ngày nào cũng dọn. Mấy em thì tháng mới dọn lần. Không, hai ba ngày. Hai ba ngày. Mà cũng không sao. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em một cô gái rất là vui tươi. Dạ, công việc của em rất là ổn định. Dạ, nói chung thu nhập của em cũng ok. Dạ. Thu nhập ổn định, công việc ổn định vậy là tốt rồi. Dạ. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em hả? Mỗi lần mà em giận lên là em sẽ bực bội và em sẽ hơi cáu quắc một chút và có thể khóc mà không có nói gì hết trơn á. Dạ, không. Khóc là có ai dỗ không? Dạ không, đừng dỗ em. Dạ, tự khóc tự nín thôi, đừng dỗ. Thương mấy bạn có làm bạn giận bạn khóc nhớ dỗ nha. Dạ. Em nói như em hay dỗ bạn gái, ví dụ em cũng nóng tính nhưng mà ví dụ như mà xong rồi thôi mà em hay làm lành trước. Dạ. Thường em hay lành. Rồi okay. Bây giờ về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? 3 mối tình. Mối tình nào rồi sâu đậm nhất? Đậm nhất chắc là chắc ngoài Hà Nội. Ngoài Hà Nội cách đây bao lâu rồi? Thời sinh viên. Ồ, quen được bao lâu? Dạ, em quen chắc được 2 năm. 2 năm, nhưng mà thời sinh viên thì còn trẻ quá nên cũng không tiến tới được hôn nhân. Còn mối tình gần đây nhất? Ở đây nhưng mà được vài tháng. Quen có vài tháng à? Dạ. Tại người ta mất tiêu luôn, em đâu biết đâu. Tại em không quan tâm chăm sóc người ta. Không có, em không phải đấy. Nhiều khi người ta có người khác thôi em. Quen mấy tháng người ta tự lặn mất tiêu luôn. Còn em? Em hồi xưa đi học em chỉ có một mối tình thôi. Tới bây giờ luôn. Em quen có 8 tháng à. Tại ý là từ cả chục. Lúc mới chia tay là bao nhiêu tuổi? Lúc đó em chia tay em mới có 24 tuổi thôi. Là từ đó đến nay là 6-7 năm trời không quen ai hết? Dạ không. Nguyên nhân? Nhưng tại vì do công việc của em á nó quá bận rộn, xong em lại nghĩ là thôi còn trẻ cứ đi kiếm tiền. Cái công việc của em thì đa số là tiếp xúc với nữ nhiều, với những chị rất là nhiều, với người lớn cấp đó, làm đẹp cho người ta đó. Dạ, cái xong cái thế cái căn ngày trôi qua là em lại sống kiểu mà vui tươi nữa, em lại không nghĩ tới chuyện là lập gia đình. Rồi bây giờ nghỉ chưa? Dạ giờ em nghỉ rồi. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Dạ em đăng ký. Nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà tìm hiểu được thì 1 năm thôi chị. Em nghĩ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc sang năm. Sang năm? Đầu năm. Nghĩa là cũng phù hợp nhau rồi. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Không được, không ăn chơi quá. Em thích người phụ nữ của gia đình. Có thể là bạn bè em cái đó em không có cấm. Bạn bè vô tư. Cả đi chơi em thích đi dẫn bạn gái du lịch xem phim ở kia em rất là thích. Đó, em rất là chiều cái đó. Công việc em ổn định chưa? Thu nhập em ổn định chưa? Dạ. Cũng ổn định như vậy. Dạ. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lên thành phố để lập nghiệp không? Cũng có thì em thực ra thì em thích lên thành phố mở tiệm ấy, tiệm lớn hơn ấy. Về ngoại hình em mới muốn mẫu người bạn gái của em như thế nào? Bằng em hoặc có thể cao hơn em một chút vấn đề gì cả. Thì cứ tầm 1m50 trở lên. 1m50 trở lên. Đừng có mập quá được. Em muốn người bạn trai như thế nào?
Rồi bạn trai của em cũng nói chung là sạch sẽ một chút, cũng biết chăm lo cho gia đình, có sự tốt với cha mẹ vậy đó. Cùng nhau chăm sóc gia đình, chứ em không có muốn một người phụ nữ mà phải ở nhà làm lụng để đợi người chồng về là em cũng kiểu không có thích như vậy. Phải cùng về ngoại hình, tao có trên 1m6. Đừng mập quá, được người thôi nhưng mà đừng hút thuốc, đừng nhậu nhiều là được rồi. Nói chung là nhậu với những cái cuộc vui là ai cũng có hết á, nhưng mà mình phải biết hạn chế lại để mình bạn để ít đi chơi lắm ơi lại không à. Ví dụ như mà chúng ta tìm hiểu và tiến tới được hôn nhân, em có sẵn sàng xuất giá theo chồng? Cái đó là nó cũng tùy nữa chị, tại vì cái cuộc sống của em từ xưa giờ là ở Sài Gòn và ở quận 2 cả gia đình luôn. Nếu mà em về một cái nơi khác em phải gây dựng lại, nó cũng hơi khó khăn cho em cái điểm đó. Nên em muốn là nếu mà được thì em sẽ sống lại ở Sài Gòn và quận 2 hơn. Thì bạn trai cũng giống như em vậy đó, dạ, cũng rồi. Sống với gia đình, cũng lập nghiệp ở chỗ bạn ấy ở rồi. Dạ. Vấn đề là ai sẽ đi theo ai đây? Các dạ. bạn hãy trò chuyện với nhau, hãy trao đổi với nhau. Thật ra ở đâu không quan trọng, ở đâu mà cái kinh tế các bạn ổn định, gây dạ. dựng được cái sự nghiệp thì chúng ta sẽ ở đó. Ở đâu đất lành thì chim đậu. Chúng ta đừng cứ là anh phải theo tôi phải theo anh. Mà quan trọng là cảm xúc của chúng ta, tình yêu của chúng ta có lớn hay không. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi cho chị xem hình mà các bạn đã chuẩn bị nha. Rồi hãy lựa chọn đi, anh ấy là ai trong hai dạ. cái hình này. Cảm ơn chị. Hãy thử cái giác quan của mình thôi, cái cảm giác của mình có trúng hay không nha. Hãy tìm xem cô ấy là ai trong hai tấm hình này. Các bạn có 30 giây để đưa ra quyết định của mình. Dạ. Anh này. Đâu? Tại sao em lại chọn anh đó? Thì tại vì em thấy cái anh đứng ở giữa anh hơi ẻo lả quá. Mà anh bận cái áo bóng vậy quá. Em nghĩ chắc không phải là anh. Rồi, con em chọn được chứ. À. Ai không? Đây. Đâu? Rồi cô ấy là ai trong cái tấm đó? Đây. Đây hả? Rồi cầm đi, rồi một hồi nữa các bạn hãy tự kiểm tra coi cái cảm nhận của mình lần đầu tiên trúng hay trật. Và bây giờ các Tường xin phép được mở cửa trái tim. Hãy nhìn vào tấm hình đi à. Hãy nhìn vào sự lựa chọn của mình xem. Ngày hôm nay một cái test đầu tiên kiểm tra nho nhỏ về cảm xúc của các bạn. Trúng hay trật? Xin mời. Sao đúng không em? Đúng không? Chật. Chật đúng không? Thì em đoán trúng mà. Trúng không mà trúng. Trời ơi, ông nhìn hình nhìn mặt gì mà ông còn nói ông trúng nữa hả? Đưa cô cổ coi coi trúng không? Trúng mà trúng. Phải em đây không? Đâu? Không, đó là em gái em. Trời ơi là trời. Em đó có chồng rồi. Dạ đúng rồi, giống sai giống rồi, đó. Sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu đi. Kìa. Lấy lại điểm. Lấy sai điểm. Rồi anh xin lỗi em đi. Đó. Em làm như em đúng vậy. Dạ. Anh rất vui khi được gặp em. Dạ em rất vui khi được gặp anh. Em cảm ơn anh. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn ít phút để trò chuyện với nhau ha. Nhưng mà chúng ta phải ăn nữa, vừa ăn mới có tinh thần nói chuyện nha. Cho mời đồ ăn của ngày hôm nay. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức món cơm bò sốt chua ngọt. Rất là dễ ăn dành cho người không biết ăn cay. Cơm sốt với vị chua ngọt nhẹ, kèm với bò Mỹ thơm mềm, ăn no miệng mà không ngán, với đủ thành phần cơm, thịt và rau. Đây là một món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt của nhà hàng Mr. Stick. Mời hai bạn nha, dạ. ăn, thưởng thức, nhưng đừng quên nhiệm vụ chính là gì? Trò chuyện, hẹn hò, hỏi có cái gì không hiểu, mà hỏi trực tiếp với nhau nha. Để cuối chương trình chúng ta sẽ gặp lại nhau và đưa ra quyết định của mình. Ít phút dành cho các bạn, xin mời hãy tự nhiên, dùng bữa đi ạ. Mời anh. Em tên là Tiên. Dạ. Tên Tiên à? Dạ. Anh Tân. Ừ. Công việc của anh ổn không? Bình thường em. À. Anh đang sống chung với bố mẹ. Ừ, ví dụ như em thì bây giờ em đang ở trọ. Dạ đúng rồi, em ở trọ. Có hay về nhà không? Dạ có. Em vẫn thường hay về nhà thường xuyên. Ừ, tháng em sẽ về một lần. Một tháng về một lần? Dạ. Tại gần mà, từ đây bên Nhân Trạch mà, Đồng Nai. Em nào quận 2 à? Dạ, em làm ở quận 2 không? Em làm từ lúc em 18 tuổi tới giờ. Em làm tự do, chẳng hạn như có khách đặt rồi em sẽ tới nhà em làm gì đó. À, chuyên về nữ. À, nữ thôi luôn. Dạ, đúng rồi. Em làm cả nam cả nữ. À, cả nam cả nữ. Anh có thợ mà đúng không? Có. Anh cũng đang, nói chung là cũng đang dự kiến là kiếm cái mặt bằng ở trên Bình Dương á. Dạ. Thành phố. À, thành phố Bình Dương. Mở thêm cái nữa. Dạ. Còn ở dưới này anh cho
họ của anh là đứng chính. À, em mời anh. Dạ. Anh ngon không? Dạ ngon. Anh thấy em như thế nào? Được, rất là hiền lành. Anh thấy anh sao? Dạ cũng được. Anh cũng hiền lành. Anh hiền lắm. Dạ. Mẫu người vợ lý tưởng của anh là gì? Anh nha. Dạ. Vợ lý tưởng thì chắc như em là được rồi. Sao anh biết với em là được rồi? Thấy, là anh thấy em có cái gì đó ấn tượng thì anh thấy như em là ok rồi. Em nào rất mặn trai với nhau rồi chứ? Hình như là chưa. Chưa bao giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Tại xưa em đi học là em chỉ quen với anh đó là dạng như thích là bạn bình thường, xong rồi quen nhau thôi. Anh đó ngày xưa cũng làm tiệm tóc và là hồi xưa anh đó là học trò của em. Gần đây em có quen ai không? Không anh. Lúc này là em không quen. Dạ đúng. Mấy năm? Hình như là có 3-4 năm rồi anh, em không quen ai. 3-4 năm? Đúng rồi, chỉ có đi chơi bạn bè gia đình. Hello. Lo chị. Không, cơm bò ngon không? Dạ ngon. Trời ơi, thơm quá. Được tình sướng quá. Được hẹn hò, có bạn trai, bạn gái mới, được ăn nữa. Rồi. Ngồi bạn gái không ăn được. Còn bạn gái không ăn được ha. Chút xíu nữa hẹn hò đi ăn sau đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nãy giờ chia sẻ nhiều chưa? Cũng tương đối rồi chị. Nói chung là gia cảnh. Gia cảnh thì, nhà mấy anh chị em? Dạ 6 anh chị em. 6 à? Dạ. Nhà anh 5. Có thuyết phục được bạn gái về quê gì không? Hay là em có thuyết phục được bạn trai lên thành phố không? Nãy giờ phần thắng nghiêng về ai? Thì ảnh cũng định mở trên cái chỗ Đồng Nai của ảnh thôi à. Tại vì công việc của em nó quen ở đây rồi. Với lại người thân của em ở đây hết. Em sống từ bé nên cái kiểu của em khó lắm. Dạ. Cứ từ từ, nếu mà quen thì cứ từ từ, quen thì tìm hiểu nhau. Chuyện đời khó nói lắm. Dạ, chuyện đời khó nói lắm chị. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một cái test, cái kiểm tra nhỏ nhỏ dành cho hai bạn ha. Dạ. Bây giờ tay của Tường là những cái yêu cầu. Các bạn hãy bóc một cái lá thăm, rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu đó dành cho đối phương của mình. Yêu cầu đối phương của mình thực hiện cái điều ghi trong này, được không? Để em yêu cầu bạn trai trước. Bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Là em phải cho anh mượn tay đó. Nói vậy. Hôm nay nắm tay chị. Rồi mời em. Đưa tay qua trái tim. Nắm tay cô ấy và cho biết cảm nhận như thế nào. Lạnh kỹ kỹ chút xíu. Rồi bóp bóp sờ sờ. Lạnh. Còn gì nữa không? Không, mềm. Mềm. Mát, lạnh, mềm. Rồi bây giờ mời em. Hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chớp mắt. Người nào chớp mắt sẽ bị phạt của người còn lại. Rồi, hiểu không? Hiểu không? Hai bạn nhìn bắt nhau, tôi đếm 1, 2, 3, nhìn thẳng. Ai chớp mắt trước thì người kia sẽ la lên và phạt người đó cái gì, nó phạt gì phạt. 1, 2, 3. Em sợ hết thời gian chương trình kia. Ghê gì? Anh em cứ cho hết thời gian chương trình. Chắc chắn chỉ cắt thường thua. Không dám, không dám. Đó, đó. Em chết rồi. Rồi, phạt cô ấy cái gì đây? Cô phạt cô ấy cái gì đây? Em có thể hát vài câu được không? Chà, em ca phận làm con gái. Rồi, 2, 3. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Cạnh nhà nèo đơn bầy em chưa lớn chiêu đôi vài cánh nhọc nhằn. Được không? Hình phạt vậy ổn chưa? Được rồi. Chứ hát lại tặng cổ không? Em sẽ hát bài một điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là người luôn ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Được, cặp đôi này về hát cho nhau nghe ổn đúng không? Rồi, bây giờ là thời phút quan trọng đã đến nè. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho nhau nghe. Hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì? Dạ, chung là thấy vui vậy đó. Thấy vui. À, dạ em thấy vui. Dạ. Hay gặp anh em cũng thấy vui. Nếu mà được thì mình có thể tìm hiểu và làm bạn trước vậy đó. Còn không được thì cũng không sao hết á. Dạ. Anh vậy quan điểm của anh thì thực ra cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Thực ra cho nhau cơ hội làm bạn. Để là bạn từ bạn này thấy yêu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái gì cũng phải có nhau, cho nhau một cơ hội. Chứ còn vài phút để mà trò chuyện như này thì có lẽ anh nghĩ là không có đủ. Nói thật. Bởi vì nếu mà vài phút mà để biết về con người thì rất là khó. Đó. Rồi thưa quý vị, như vậy là hết thời gian. Đúng là chương trình thì chúng ta cũng có nhiều thời gian để có thể tìm hiểu được hết về nhau.
Nhưng mà vẫn là quy định của chương trình, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu như chúng ta bấm nút, cái nút bấm này là bấm nút để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Bởi vì khi bấm nút, chúng ta sẽ nắm tay nhau, phải hôn nhau trước mặt rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Chúng ta phải thật sự rung động thì mới bấm. Còn nếu như mà chúng ta bấm nút chỉ vì lịch sự thì chúng ta sẽ tự làm mất cái duyên của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Khi mà chị Tường đếm từ 1 đến 3 thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Hãy suy nghĩ, nhắm mắt lại các bạn ạ. Và cảm nhận lại một lần nữa. Nhớ lại hết câu chuyện chúng ta trò chuyện từ nãy giờ. Từ ánh mắt, từ cái nhìn đầu tiên, thật sự trong lòng ta có một chút rung động gì hay không? Nhắm mắt lại đi hai em. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi rất tiếc là bạn gái đã không bấm nút. Lý do tại sao em lại không bấm? Là tại vì do là em kiểu em đã làm tóc. Hồi trước cái người em quen đầu tiên cũng là làm tóc, nên cái lý do đó em không muốn quen một người làm tóc nữa. À, không quen một cái người trùng nghề với dạ đúng rồi. Dạ. Tại sao? Nó có liên quan gì đâu, nghề nghiệp đâu có quan trọng. Anh thu là con người chứ. Dạ. Hồi xưa em đã từng sống và làm việc trong một cái tiệm tóc suốt 5 năm. Có những cái thứ em đã từng trải qua rất là nhiều thứ. Em không thích cùng nghề, em thích là khác nghề với em. Dạ. Ý lại tại vì do là em không có rung động nhiều. Nên em không muốn bấm nút để làm lãng phí của anh. Chính xác. Để cho anh có thể tìm được một người khác phù hợp với thích hợp hơn với anh nhiều hơn em. Rồi, dạ. Mời hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. À, thật là tiếc đúng không quý vị? Đôi lúc thì Tường cũng cứ nghĩ rằng là nếu chúng ta cùng chung một cái nghề nghiệp á, thì chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau hơn, để chia sẻ với nhau hơn trong công việc. Tuy nhiên là cũng có những cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ không muốn một cái người trong nghề, bởi vì họ quá hiểu về nhau, hiểu về công việc đó của nhau rồi. Thật sự đây là một cái điều cũng đúng, và chúng ta phải tôn trọng cái sự quyết định và cái cảm xúc của người tham gia chương trình. Thôi thì Tường xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Biết đâu là có vị khán giả nào đang theo dõi chương trình sẽ bấm nút dành cho hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, mặc dù một chút nuối tiếc nhưng không sao, bà Mai Cát Tường cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hãy cho bà Mai một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nhấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ chương trình quý vị nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.